Hello, xin chào anh chị em. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị em một cái video cách sử dụng trong cái có một cái chương trình phân tích kỹ thuật. Là tất nhiên chúng ta phải có một cái đồ thị. Thì nếu mà chúng ta không có cài đặt trên máy tính với những cái phần mềm như là MetaStock hoặc là AmiRocker hoặc là MetaTrader, những cái phần mềm mà có thể dùng đồ thị để mà phân tích, thì ở trên web hiện nay nó có rất là nhiều cái đồ thị. Mà theo chúng tôi thấy thì cái đồ thị mà trên cái platform của Fian khá là hay, cho nên tôi sẽ làm cái hướng dẫn cho các anh chị em từng bước để có thể có một cái đồ thị trên Fian ha. Và đầu tiên thì các bạn phải đi vào trình duyệt web. Thì trình duyệt web thì các bạn có thể dùng Firefox hoặc là Google Chrome hoặc là Cốc Cốc để tôi dùng Cốc Cốc cho anh chị. Thì chúng ta đánh Fian gồm có là firant.vn. Các anh chị thấy trên màn hình, chúng ta enter. Và như vậy thì cái giao diện ở trong Fian nó sẽ xuất hiện. Thì bây giờ chúng ta có cái mục đăng ký, ta bấm vô cái mục đăng ký và chúng ta đưa lên là cái tên hiển thị. Tôi đặt lại cái file là Trịnh Phát chẳng hạn, địa chỉ email của tôi, các anh chị đánh vô. Địa chỉ email của các bạn đó nha, các bạn đánh vô. Rồi chúng ta có thể gõ mật khẩu, chúng ta đặt mật khẩu. Rồi tôi đặt cái mật khẩu đây, ghi hai lần giống nhau ha. Chúng ta đăng ký thôi. Đó là cái bước khá là đơn giản mà chúng ta lưu lại. Thì khi mà hoàn thiện thì các bạn sẽ phải kiểm tra email để mà đăng nhập ha. Thì chúng ta cũng phải kiểm tra email ha. Tôi kiểm tra email để mà người ta có thể có cái xác nhận cho chúng ta. Đó, đây chúng ta sẽ xác nhận ha. Xác nhận đăng ký. Như vậy xác nhận email đăng ký và chúng ta đăng nhập rồi. Tự động nè, bấm vào đây chúng ta sẽ có tự động đăng nhập vào lần tới và chúng ta đăng nhập. Như vậy như vậy thì chúng ta đã đăng ký xong cái tên cũng như là cái account ở trên cái Fian ha. Như vậy thì chúng ta vào cái trình duyệt gọi là Fian Web Platform, bấm vô cái nút này thì chúng ta sẽ ra một cái chương trình có trên đó, nó có những cái và đồ thị phân tích kỹ thuật. Cái quan trọng của trong cái đồ phân tích kỹ thuật thì cái tính chính xác của nó đòi hỏi rất là cao, cho nên chúng ta phải dùng những cái đồ thị thật là chính xác. Thí dụ như chúng ta dùng cổ phiếu 68 thì cái đồ thị của nó, theo tôi được biết, theo tôi sử dụng thì cái đồ thị của nó chưa chính xác ha. Và tôi đã từng xài cái platform này thì tôi thấy rất là chính xác ha. Thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái menu nằm bên tay trái gồm có bảng giá. Thì ta vào cái phân tích kỹ thuật ha, dùng cái menu bên tay trái ha. Cái này hay một cái là chúng ta có thể cài một cái app store trên mobile ha. Trên mobile nghĩa là trên smartphone ta cũng có thể sử dụng được, cho nên chúng ta đi đâu chúng ta có thể sử dụng được cái đồ thị này hết ha. Thì ở đây chúng ta có cái phần mềm này nó real time nha anh chị, rất là hay. Real time, tôi giới thiệu từng cái chức năng cho anh chị thấy.
Ở đây là cái mã mặc định của nó là Vietnam Index. Thí dụ như các bạn mà có thể bấm Vietcombank ha. Ở đây nó có Vietcombank ra ngay ha. Hoặc là Sacombank ha. Đó. Nó ra Sacombank. Hoặc chúng ta có thể bất kể một cái công ty nào hết ha, là Bia Sabeco ha. Thì chúng ta cũng có Bia Sabeco ở đây ha. Thì bây giờ chúng ta chuyển về Vietnam Index đi, tại vì chúng ta sẽ bắt đầu làm. Thì cái trước hết là cái mã thì chúng ta ở đây ha. Rồi cái khung thời gian chúng ta gồm có là 1 phút, 3 phút đồ thị nha. Đồ thị 1 phút có là 3 phút có 5 phút, 15 phút, 30 phút, 45 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 tuần ha. Rất là nhiều cái khung thời gian ở đây ha. Các anh chị có thể chọn, ví dụ như bây giờ tôi chọn 30 phút, đồ thị 30 phút thì nó ra đồ thị 30 phút. Đó, rất là tiện lợi cho các anh chị trong cái vấn đề mà phân tích đồ thị real time, có nghĩa là đang giao dịch luôn. Đồ thị này rất là hay, mà chúng ta đây là một đồ thị miễn phí, không có phí gì hết, mà chúng ta chỉ cần đăng ký mà sử dụng thôi. Thì ở trên đây chúng ta cũng có rất nhiều cái biểu đồ, như biểu đồ thanh, biểu đồ nến, biểu đồ nến rỗng, hoặc biểu đồ đường, hoặc biểu đồ vùng, hoặc là ai dùng cái Hansky Axi thì cũng có thể sử dụng được cái trong cái công cụ này. Rất nhiều ha. Tiếp theo thì chúng ta đặc tính của biểu đồ, thì chúng ta có thể ở cái bánh xe này thì chúng ta có thể điều chỉnh màu ha. Điều chỉnh màu nè, điều chỉnh tỷ lệ nè. Rất là nhiều ha. Điều chỉnh các đặc tính của màu, ví dụ như đường giá chúng ta có thể to lên, cho nó to lên chẳng hạn. Đó, to lên. Đường này nó to lên. Đó. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh cho nó nhỏ lại. Rất là nhiều. Thì chúng ta có thể điều chỉnh những cái đặc tính của cái đồ thị này. Ví dụ múi giờ, nền, màu nền. Chúng ta có thể điều chỉnh thành cái màu nền. Màu nền khác nhau. Chúng ta có thể điều chỉnh rất nhiều thứ ở đây. Rồi. Tạm thời thì tôi đây là cái biểu đồ tiếng Việt, cho nên các bạn cũng có thể tự khám phá. Thì ở đây nó có các chỉ số, tiếp theo là các chỉ số, các chỉ số về indicator cũng như là các chỉ báo đó. Thì có MACD, Mass Index, nó có cả Mass Index nè anh chị. Rồi Moving Average. Những cái bài học này là có những cái indicator này tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị trong cái bộ công cụ sắp tới ha. Thì các anh chị cứ an tâm ha. Những cái này nó sẽ nằm, tất cả đều nằm ở trên cái công cụ này hết. Chúng ta cũng không cần thiết và phải học phân tích kỹ thuật, học hoặc là cài đặt MetaStock làm gì ha. Có thể xem ở trên đây vẫn được. Rồi so sánh thêm các mã ha. Chúng ta so sánh từ mã này với cái mã khác ha. So sánh nó nghĩa là đưa thêm vô. Thí dụ như chúng ta đưa thêm vô Vinamilk chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng đó, chúng ta đưa Vinamilk vô cái biểu đồ ở đây ha. Chúng ta đưa Vinamilk, đưa so sánh một cái biểu đồ khác đưa vào đây. Đó là cái cân ha. Cái hình cái cân này khôi phục lại cái bước cũ và lấy lại cái bước mới ha. Nạp mẫu và lưu mẫu, có nghĩa là khi chúng ta phải xong một cái template như thế này, chúng ta lưu lại thành một cái mẫu nào đó ha. Chút nữa tôi sẽ làm cho các anh chị một cái mẫu và chúng ta lưu lại, và chúng ta lần sau chúng ta sẽ có để chúng ta có thể xem được cái mẫu đồ thị ha. Đây tiếp tục tôi giới thiệu cho các anh chị những cái công cụ như chúng ta vẽ một cái đường xu hướng ở đây ha. Chúng ta bấm ở bên góc trái này, nó có ghi là đường xu hướng ha. Ở đây chúng anh chị thấy là có một cái tam giác rất nhỏ ha, cái vùng tam giác rất nhỏ. Chúng ta bấm vào cái tam giác nằm bên tay phải này, bấm vào thì nó có rất nhiều cái công cụ cho chúng ta. Ví dụ như đường mũi tên, chúng ta vẽ một cái công cụ đường xu hướng mà có mũi tên ở đây. Đó, các anh chị thấy đây là một đường xu hướng, nếu mà chúng ta vẽ đúng đó là một đường xu hướng. Đây tôi vẽ cho anh chị thấy một đường xu hướng.
Tiếp theo thì chúng ta có thể vẽ được tiếp theo là một cái đường xu hướng chẳng hạn. Thấy không? Ở đây nó đã phá vỡ cái đường xu hướng ở đó. Kế tiếp là cái mô hình B-chop. Chúng ta rất nhiều cái mô hình B-chop ở đây. Các anh chị có thể khám phá mô hình B-chop mặt trong, mô hình chip B-chop, rất nhiều mô hình Gan-Fan, Fibonacci, rồi Fibonacci dạng quạt, Fibonacci mở rộng, extension đó, rồi Fibonacci thoái lui, nghĩa là rejection. Hoặc là Fibonacci time zone là vùng thời gian, hoặc là Fibonacci vùng thời gian nhưng mà dựa vào những cái xu hướng. Ở đây rất nhiều cái Fibonacci, có cả Fibonacci hình xoắn ốc, phải không? Hình xoắn ốc, rồi Fibonacci vòng cung, rồi là ạp và hình xoắn ốc, ví dụ như hình xoắn ốc, anh chị thấy hình xoắn ốc, những cái Fibonacci hình xoắn ốc rất nhiều cái đường cho các anh chị có thể thực hành ở đây, hoặc là chúng ta có thể vẽ những chú thích, hoặc là vẽ trên trên đây là có những cái vẽ được cái chú thích nè, bình luận nè, cũng như là các cái chữ đánh lên đây chữ được luôn. Chúng ta đã đánh bằng bảng, thí dụ như là hình chỉ số chúng ta có thể gõ lên đây được. Anh chị thấy có cái hình ở đây luôn, có cái chữ ở đây, rất nhiều cái chữ và có cái hình. Ví dụ như chúng ta ghi được một cái bình luận ở đây nhé. Chúng ta ghi được cái bình luận ở đây, có cái bình luận ở đây. Hoặc là tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái mẫu hình, như là những cái mẫu hình vai đầu vai, mô hình sóng Elliot, hoặc là mô hình mẫu XABCD, mô hình con dơi, mô hình con bướm, hoặc là mô hình tứ giác, lục giác, tam giác, rồi có cả cái mô hình sóng Elliot, mô hình chu kỳ thời gian, mô hình đường sin. Chúng ta rất nhiều cái mô hình ở đây đó các anh chị, thấy không? Tôi kể ra cho anh chị thấy là một số các cái mô hình cũng như là công cụ. Rồi chúng ta có thể dùng cọ vẽ, chúng ta vẽ lên đây rất nhiều, rất nhiều thứ để chúng ta có thể bàn. Hoặc là những cái vị trí mua, hoặc là phạm vi giá, vị trí mua ở đây, chúng ta cũng thể xác định là cái vị trí mua theo cái công cụ định trước này. Thì chúng ta có thể lấy mẫu hoặc là mô phỏng. Tôi mô phỏng cái đường đi của nó, ví dụ như tôi mô phỏng cái đường đi của nó. Đây, công cụ này khá là hay. Chúng ta có thể dự đoán nè, dự đoán cái đường đi tiếp theo của nó như thế nào, hoặc là chúng ta có thể mô phỏng cái hướng đi tiếp theo của chỉ số. Rồi tôi mô phỏng nó, tôi có thể mô phỏng những cái nến tiếp theo của cái hướng đi này, và mỗi những cái nến tiếp theo, như thí dụ như tôi mô phỏng những cái nến như thế này, anh chị thấy sẽ thấy rồi. Như vậy là cái tôi mô phỏng một cái đường ở đây cho các anh chị. Rồi, rồi tiếp theo chúng ta có thể zoom in, zoom out, hoặc là vẽ các cái biểu tượng ở đây. Ví dụ như chúng ta vẽ cái biểu tượng, rất nhiều cái biểu tượng, ví dụ như cái biểu tượng ở đây, camera chẳng hạn, đó là icon, chúng ta có thể nhiều, rất nhiều cái icon ở đây. Hoặc là chúng ta zoom in, zoom out, zoom nó có nghĩa là phóng to, thu nhỏ nó, hoặc là đo, thước đo, hoặc là những chế độ 500, đây là những cái chế độ đặc tính của nó, của đồ thị thôi, không có cái gì mà chúng ta có thể
những cái đặc tính trên hiển thị trên cái đồ thị này nó đều có xuất hiện ở đây. Ví dụ chúng ta xóa hết tất cả lại ha. Rồi chúng ta đang về một cái bỏ cái đo này đi, bỏ cái đo, bỏ cái đặc tính này đi. Rồi ta nêu một cái để chúng ta có thể làm một cái làm một cái đồ thị để chúng ta lưu lại ha. Ta dùng cái Việt Nam Index một ngày ha. Và đây chúng ta có volume ha. Và chúng ta có cái đường giá ha. Đây là real time nha, khi đồ thị nó real time. Ví dụ như chúng ta bắt đầu cho Bollinger Band vô ha. Ta cho Bollinger Band vô. Rồi ta khi ta điều chỉnh Bollinger Band thì ta bấm một cái nút bánh xe ha. Nó có Bollinger Band nằm phía bên đồ thị bên trái, bên trái phía trên ta có bấm vô định dạng ha. Đó gồm đúng rồi 22 ha. 22 rồi phong cách thì cái đường ở giữa nè, đường trung bình ở giữa nè, ta dùng bức gãy, ví dụ như ta dùng bức gãy ha. Rồi cái này là hai cái đường upper cho nó to lên chút xíu ha. Tôi chỉnh màu nó nhạt đi ha. Ví dụ tôi chỉnh cái màu nó nhạt đi ha. Tôi chỉnh cho cái màu nó nhạt đi chẳng hạn. Rồi các anh chị thấy nó trên trên hình background ha. Background thì tôi cho nó màu đậm hơn chút xíu. Sorry. Rồi đồng ý. Rồi như vậy là tôi có Bollinger Band nha. Hình đứt gãy mà không thấy nè. Hình đứt gãy. Rồi đó là ta có Bollinger Band nha. Anh chị thấy khá là mượt ở đây. Sau đó thì chúng ta có nếu mà chúng ta vô một cái đồ thị nữa thì chúng ta cho một cái indicator. Đơn giản một cái indicator là tôi sử dụng một cái đơn giản thì William R đi ha. Rồi tôi click vô một cái là nó ra William R. Rồi tôi có William R đây. Các bạn có thể thay hình nền hoặc là thay màu bằng những cái ở đây ha. Rồi các bạn có thể thay cái float màu xanh chẳng hạn. Ok, các bạn có sẽ tìm hiểu để thay được cái nền này ha. Rồi thay cái đường này. Đường đậm lên, có thể thay màu đỏ chẳng hạn đó. Các bạn thấy không, là nó khác ha. Như vậy thì chúng ta cũng thấy là đang có một cái template như thế này, và chúng ta lưu cái mẫu này vào ha. Và chúng ta đặt tên cho nó là thí dụ là tôi kêu là tín hiệu ha. Tín hiệu mua bán chẳng hạn ha. Thì tôi ok ha. Đó là tôi lưu một cái mẫu ha. Tôi ví dụ như sau này chúng ta mở mới chẳng hạn ha. Chúng ta mở mới, chúng ta vô lại Fian và chúng ta Fian web platform ha. Thì chúng ta có nó đi vào đây ha. Thì chúng ta vẫn làm cái default là như thế này ha. Và chúng ta ghi là nạp mẫu ha. Ở đây là tín hiệu mua bán ha. Hôm trước chúng ta mới làm xong rồi. Ok, như vậy là chúng ta luôn luôn có một cái đồ thị ha. Ở đây ha. Luôn luôn có một cái đồ thị sẵn có ở đây ha. Thì chúng ta thấy những cái tín hiệu mua bán nó sẽ xuất hiện khi William R nó cho tín hiệu ha. Như vậy thì chúng ta đã trang trí một cái phần cơ bản nhất để có thể hình thành ra một cái template cho các bạn ha. Và những cái công cụ phía bên tay trái là nó khá đầy đủ, cũng như là các cái đồ thị indicator khá là hoàn hảo. Và công cụ này một lần nữa là real time, có nghĩa là khi thị trường giao dịch
buổi sáng thì nó sẽ cây nến nó sẽ chuyển động theo cái thị trường. Xin chúc các bạn có một cái công cụ tuyệt vời để các bạn có thể chuẩn bị học cái phân tích kỹ thuật một cách hữu dụng, và đây là cái công cụ mà chúng ta sẽ thực hành trong sắp tới. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và đừng quên ủng hộ cho cái kênh Trịnh Phát.